Chủ yếu là mình sẽ làm được cái chuyện là mình theo dõi và đánh giá được cái biểu đồ sức khỏe của trẻ. Khối lượng kiến thức thì không quá nhiều và cũng rất là dễ nhớ. Không có cái việc thực hành thì mình sẽ nhớ được phần lý thuyết. Mục tiêu của bài này á, em sẽ hiểu được và trình bày được tại sao mục đích của việc là mình phải theo dõi biểu đồ cân nặng thông qua việc cân trẻ và theo dõi cái chiều cao ha. Thứ hai là mình sẽ thực hiện được thông qua cái lý thuyết này, mình sẽ hiểu được cái cách ghi chép và theo dõi biểu đồ sức khỏe của trẻ như thế nào và mình thực hành được cái việc nhận xét biểu đồ ha. Thì về sức khỏe của một con người á, thì tổ chức y tế thế giới người ta định nghĩa đó là sự phối hợp của ba cái yếu tố: một là thể chất, hai là tinh Chị thần, ơi, ba là yếu tố vị tha. bên em chưa thấy cái slide á chị. Cũng chưa thấy không? Thấy chưa? Dạ thấy rồi ạ. Rồi, về sức khỏe của thế giới, người ta định nghĩa là sự phối hợp giữa ba yếu tố thể chất, tinh thần và xã hội. Tức là về thể chất là khỏe mạnh, không có bệnh; về tinh thần là không stress mà, là không có bị stress, không có những yếu tố ảnh hưởng mà, không có những cái bệnh về tâm lý, chứ không phải là chỉ có cơ thể cường tráng khỏe mạnh thôi mà phải có tinh thần và xã hội nữa. Ví dụ như là trong một xã hội lành mạnh và văn minh, không có phải là về nghiện ngập, là không có bị ô nhiễm môi trường nè, không có bị những cái như là chiến tranh hay gì đó nè. Tức là một cái ba yếu tố này góp lại, góp phần lại thì tạo được một cái sức khỏe của một người. Và tuy nhiên là đối với trẻ em, mà chủ yếu là trẻ dưới 6 tuổi, chứ mình theo dõi sức khỏe này là chỉ theo dõi trẻ dưới 6 tuổi, thì chỉ là sẽ theo dõi về thể chất thôi. Để là mình đánh giá là thể chất tốt thì coi như trẻ khỏe, mình không có theo dõi về tinh thần và xã hội. Bởi vì trong cái giai đoạn này thì những yếu tố về tinh thần xã hội là cũng có ảnh hưởng, nhưng hút tổng nó không có quá nhiều nha. Chủ yếu là về thể chất khỏe thì coi như là trẻ khỏe. Về thể chất mình cũng có những cái chỉ số để theo dõi, ví dụ như mình có hai cái chỉ số mà mình quen thuộc, đó là cân nặng và chiều cao. Như mình đối với bản thân mình thì mình cũng mình so với cùng một đứa trẻ, là hai đứa trẻ là cùng một tuổi đi, thì người ta cũng sẽ xem cân nặng, nên cân nặng là đứa này nó nặng hơn, nó mập hơn, nó khỏe hơn, người ta phải nói vậy, là đứa này nó cao hơn, nó ăn uống tốt hơn, như vậy nha. Rồi có những cái chỉ số khác nữa, như mình có chỉ số vòng đầu, rồi mình có chỉ số vòng cánh tay, mình có chỉ số răng, mình có chỉ số là lớp mỡ dưới da, mình có nhiều chỉ số lắm. Ví dụ như trong cái bào thai đi, và lúc mà theo dõi cho phát triển cái phôi thai á, thì mình có chỉ số chiều dài xương đùi, ví dụ như vậy nha, chiều dài xương đùi. Tức là mình sẽ có nhiều chỉ số tùy theo những cái bệnh lý như những giai đoạn phát triển khác nhau, mình có nhiều cái chỉ số để đánh giá. Ví dụ như đó, với những trẻ suy dinh dưỡng nặng á, thì ngoài theo dõi cho những chiều cao, người ta còn phải theo dõi chỉ số vòng cánh tay nữa. Đối với những đứa trẻ mà về bệnh tâm lý, về bệnh thần kinh mạch não á, thì sẽ phải theo dõi thêm chỉ số vòng đầu nha. Trong sự phát triển trong một năm đầu đời ấy, thì còn phải theo dõi chỉ số lần đầu nữa. Thì trong đó có hai cái chỉ số mà nó dễ thực hiện nè, làm được ở ngoài cộng đồng, và mẹ cũng làm được luôn, theo dõi một cách thường xuyên, liên tục, dễ dàng luôn, dụng cụ theo dõi cũng rẻ tiền và dễ mua. Rồi mình có chỉ số cân nặng và chiều cao, và hai cái chỉ số được chọn để theo dõi đánh giá sức khỏe của trẻ. Người ta lấy hai chỉ số này để đại diện cho một cái sức khỏe của trẻ luôn. Thì từ cân nặng và chiều cao mình có ba chỉ số: cân nặng theo tuổi, chiều cao theo tuổi và cân nặng theo chiều cao theo tuổi nha. Rồi thì sự phát triển của trẻ sẽ có ảnh hưởng đến những yếu tố mà cô có nói rồi, như ăn ở, vệ sinh, điều kiện sống, chăm sóc y tế gia đình. Và tuy nhiên thì những yếu tố đó nó cũng ít có ảnh hưởng tới trẻ ha, chủ yếu là như là kinh tế gia đình, phát triển của kinh tế gì đó, điều kiện sống gì đó thì cũng không ảnh hưởng nhiều, chủ yếu là về sức khỏe, về chăm sóc y tế, về ăn uống, về vệ sinh nè ha, về bản chất, về thể chất nó sẽ quan trọng hơn.
thì người ta chọn chỉ số cân nặng và chiều cao bởi vì nó dễ thực hiện nha, nó quan trọng và nó dễ thực hiện. Rồi tại sao mình phải theo dõi sự phát triển của trẻ như vậy? Rồi khi mà mình theo dõi sự phát triển của trẻ một cách đúng đắn hay có theo dõi sự dẫn cách đúng đắn á, mình ta phát hiện sớm khi mà trẻ chậm phát triển, là mới chậm thôi, chưa có bị tụt, chưa có bị vô suy dinh dưỡng đâu, chưa có phải là quá quá thấp bé đâu, quá nhỏ đâu, nhưng mà có chậm phát triển thôi là mình phát hiện sớm. Và khi mà trẻ chậm phát triển thì cân nặng và chiều cao, và khi đó mình biết là mình có cái vấn đề không phù hợp ở đây, có thể là chế độ ăn không phù hợp, có thể là chế độ chăm sóc, có thể là hoặc là bé bị bệnh gì đó mà mình chưa có phát hiện ra, thì mình sẽ đi tìm và coi vấn đề nằm ở đâu và mình sẽ khắc phục sớm nha. Rồi mình cũng có thể phát hiện sớm suy dinh dưỡng khi chưa có bị lâm sàng, đúng không? Hồi nãy là mình chỉ phát hiện, mình phát hiện sớm khi trẻ mới chậm thôi nha, nhưng mà ví dụ giờ mình chậm hơn thì mình bị bỏ sót rồi, bây giờ cái suy dinh dưỡng luôn rồi, cân nặng của nó thấp thiệt, người ta nó thấp thiệt, tuy nhiên em bé vẫn khỏe mạnh và chưa có bất kỳ biểu hiện của suy dinh dưỡng nào hết, thì mình cũng có thể phát hiện sớm luôn thông qua việc mình theo dõi cân nặng và chiều cao một cách hợp lý. Còn cái chuyện mà những em bé mà em thấy là vô là suy dưỡng luôn, nặng luôn và có biểu hiện luôn, thì thông thường những em bé nó không được theo dõi cân nặng và chiều cao, hầu như là không được theo dõi luôn. Bà mẹ cũng không biết là như vậy là thấp là nhỏ là cần phải cải thiện đó, để tới cái lúc mà suy dưỡng nặng luôn và biểu hiện từ đầy nó trơn. Ví dụ như là suy dưỡng thể phù, đi mình hay gặp suy dưỡng thể phù là cái thể mà bà mẹ thường hay bỏ sót nhất, tại vì nhìn thấy nó cũng tròn tròn, bà tưởng nó khỏe, mà cuối cùng là gì, là rối loạn sắc tố da, là thiếu máu, gan gan nhiễm mỡ thì lung hết ha. Nhưng mà nhìn thì tròn tròn vậy đó, người tưởng nó là con mình khỏe không mà cũng theo dõi như thế, là tránh cái chuyện đó thì mình nên theo dõi cân nặng và chiều cao của trẻ một cách đúng đắn ha, thì sẽ phát hiện sớm được khi trẻ chậm tăng trưởng hoặc là phát hiện sớm bệnh suy dinh dưỡng ngay khi chưa có biểu hiện lâm sàng. Là mình thường phát hiện bệnh được vào lâm sàng đúng không? Mà là ngày chưa có biểu hiện lâm sàng nữa mình có thể phát hiện thông qua cân nặng và chiều cao. Thứ nhất là về chỉ số cân nặng, đây là chỉ số rất nhạy, rất nhạy để đánh giá về sức khỏe của trẻ. Ví dụ trẻ bị bệnh đi, bỏ ăn vài ngày là bắt đầu tụt cân, nhưng mà khi mà hết bệnh rồi cái ăn uống khỏe lại, cái lấy lại cân nặng liền. Và như vậy là chỉ số nhạy lắm, trẻ không ăn hoặc là bệnh vài bữa là nó tụt cân mình biết liền nha, hoặc là ăn uống tốt, ăn uống được vài bữa là thấy lên cân được tốt liền. Và chỉ số cân nặng á, nó phản ánh tình trạng sức khỏe hiện tại của trẻ. Hiện tại có nghĩa là nó phản ánh tình trạng sức khỏe trong khoảng một thời gian ngắn gần đây thôi. Ví dụ như không thể nào mà năm ngoái ăn tốt mà hỏi nó sao nhỏ vậy, mới không biết nó năm ngoái ăn tốt lắm mà sao năm nay nhỏ thì không thể. Nó năm ngoái ăn tốt thì năm ngoái thôi, chứ năm nay ăn không tốt thì năm nay đâu có thể được đúng không? Là cân nặng là biểu hiện tình trạng dinh dưỡng hiện tại thôi, đánh giá trong khoảng thời gian gần đây thôi, là mình biết là em bé này trong khoảng thời gian gần đây có một cái độ nhiễm tốt hay không. Nếu mà trẻ khỏe mạnh thật sự sẽ lên cân đều đều. Cái chữ đều đều này dựa vào đâu để biết đều đều? Dựa vào cái chuẩn theo cái bảng tăng trưởng của hu, hoặc là dựa vào tăng trưởng của hu, tức là đều đều, tức là đều đều theo theo cái chuẩn đó, trẻ bé tăng cân đều 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 theo cái chuẩn đó. Thì nếu trẻ khỏe mạnh nó sẽ tăng trưởng theo cái đà tăng trưởng đó là tốt. Và cái quá trình phát triển của trẻ quan trọng nhất là từ trong 3 năm đầu đời á, trong 3 năm đầu đời là mình càng phải theo dõi cân nặng và chiều cao cho trẻ, thì phát hiện sớm khi mà trẻ nó bị chậm tăng cân, khi mà trẻ nó bị chậm phát triển chiều cao, khi mà trẻ nó hoặc là chỉ là suy dưỡng, mình sẽ phát hiện sớm để mình kịp thời can thiệp vào nha. Cái chất lượng cuộc sống của trẻ sau này, nó cái chỉ số cân nặng và chiều cao ở trong giai đoạn này nó cũng quyết định đến chất lượng về chỉ số cân nặng và chiều cao sau này của trẻ trong giai đoạn trưởng thành nữa. Nên giai đoạn này là rất là quan trọng. Đối với chương trình phòng chống suy dinh dưỡng quốc gia thì người ta khuyến cáo như thế này: để có thể theo dõi tốt cái chỉ số cân nặng của trẻ một cách đúng đắn, mà để có thể giúp mình phát hiện sớm những cái trường hợp mà trẻ chậm tăng cân hoặc là phát hiện sớm suy dinh dưỡng khi chưa có biểu hiện lâm sàng đó, thì mình phải cân trẻ mỗi tháng trong năm đầu tiên. Tới khi nó 2-3 tuổi á, thì cũng phải cân mỗi tháng, mỗi 2 tháng. Và khoảng là 4-5 tuổi trở lên nha, tức là 4-5 tuổi, là cho tới khi nó tròn 6 tuổi.
là cân mỗi 3 đến 6 tháng là mình làm được như vậy đó, tức là theo dõi một cách đúng đắn á ha, thì mình sẽ phát hiện sớm được khi mà nó có bất thường. Còn nếu như mà lâu lâu mới cân một lần rồi 1 năm cân 2-3 lần như vậy thì không 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 có phát hiện được, và cái việc theo dõi đó nó không có ý nghĩa. Muốn việc theo dõi có ý nghĩa đúng đắn và đạt được cái mục đích mình mong muốn đó, thì người ta khuyên là phải cân và đo trẻ như thế này. Tuy nhiên trong thực hành hàng ngày á, tại sao mà các bà mẹ bà không làm được cái chuyện này, không làm được đâu. Ví dụ như dạ, mỗi tháng trong năm đầu tiên mỗi tháng cân lần thì có nhiều bà mẹ không làm, có nhiều lý do lắm. Một là không biết luôn, không biết là phải cân, không biết là cái chuyện là mỗi tháng lần tưởng đâu là chừng nào cân cũng được. Có người thì cũng muốn cân lắm nhưng không biết cân đâu, không biết có cây cân, không biết ở đâu cân, không có đưa đi đâu hết. Có người thì sợ cân nó không lớn, cử á, sợ cân không lớn, cân ngoài nó không lớn, mà có rất là nhiều lý do để cho bà mẹ bác không cân. Có thể là bà không biết, bà thiếu kiến thức, có thể là bà cử nha, có thể là bà cũng muốn cân nhưng bà không có điều kiện mới cân. Có nhiều lý do cho bà à, không cân được, không cân được thì cân không theo dõi được một cách đúng đắn thì không có phát hiện được những cái trường hợp chậm chậm tăng trưởng hay là chậm tăng cân. Một số chỉ số mà em có thể dựa vào đây để mình có thể đánh giá sơ bộ ha, đánh giá chung hay đánh giá nhanh một cái đứa nhỏ nó có đủ cân nặng hay không. Ví dụ như là năm đầu tiên là 12 tháng nó phải đạt ít nhất là 9 kg, hay là ít nhất là 9 kg, nhưng mà dưới này coi như là cũng được, coi như dinh dưỡng rồi đó ha. 12 tháng ít nhất phải đạt 9 kg. Trung bình mỗi tháng trong năm đầu đời nha, cái này là trong năm đầu tiên 12 tháng đầu á, trung bình mỗi tháng tăng 500 đến 600 gram là tốt. Nhưng mà nó không phải tăng mà tăng trung bình gì đây. Ví dụ trong 3 tháng đầu á, em bé nó tăng mỗi tháng khoảng 1 kg. À, một tháng thì như lúc mới sanh nó là 3 kg đi, thì tới nó đầy tháng nó sẽ lên tới 4 kg hoặc là hơn 4,2 vậy đó. À, tới 2 tháng là nó thành 5 kg mấy, rồi tới 3 tháng là 6 kg mấy, đó là nó tăng như vậy là tốt. Rồi tới 3 tháng sau nó tăng nhỏ lại, nó tăng tháng khoảng 600-700 gram à. Rồi cái từ tháng thứ 6 tới tháng thứ 12 nó tăng nhỏ lại nữa, nó tăng tháng khoảng 300-400 gram. Vậy là bình quân mỗi tháng trong năm đầu đời á, bình quân mỗi tháng trong năm đầu đời á, nó tăng là 500-600 gram đó. Nha. Bắt đầu từ 1 tuổi trở đi thì mỗi năm nó tăng 2 kg nha. Rồi, ví dụ như 1 tuổi nó 9 kg nè, thì 24 tháng nó ít nhất nó phải 11 kg, rồi tới 36 tháng ít nhất là phải 13 kg, 24 tuổi nha, thì phải 15 kg thì là ít nhất, một số ít nhất nha, trung bình số tốt nhất nha. Có thể mình dựa vào đó để mình đoán cho nó có dinh dưỡng hay không, không nếu nó dưới cái mức tối thiểu này nha, thì có thể là nó bị suy dinh dưỡng đó, nên mình đoán nhanh thôi nha. Mình cái chỉ số mình nhớ trong đầu thì mình đoán nhanh. Về chỉ số chiều cao, chiều cao thì nó phản ánh cái cuộc sống dinh dưỡng của trẻ, người ta gọi là bằng chứng về cuộc sống dinh dưỡng luôn. Tức là một trẻ mà nó cao được, không phải là nó mới ăn được khoảng 1 tháng 2, 1 tuần 2 là nó cao đâu, mà nó muốn cao được tốt thì nó phải có một chế độ dinh dưỡng hợp lý trong một thời gian dài nên thì nó mới cao được. Thì chiều cao, người ta cũng lựa chọn chiều cao, chỉ số chiều cao làm chỉ số dinh dưỡng quốc gia, coi là cái đất nước có cái chế độ ăn, chế độ dinh dưỡng của người dân có tốt hay không, thì người ta dựa vào chỉ số chiều cao để người ta đo. Ví dụ như là chỉ số chiều cao của Hàn Quốc nó cao hơn mình đi, người ta nói là người dân Hàn Quốc có một cái chế độ dinh dưỡng tốt hơn so với chế của mình. Thì muốn muốn người Việt Nam mà cao được người Hàn Quốc đó, thì có nhiều yếu tố này, có nhiều yếu tố, nhưng mà trong đó nó quan trọng mình phải cải thiện chế độ ăn, mình phải cải thiện chế độ dinh dưỡng của người dân trong nước, đúng không? Ngày xưa mình lùn quá thì mình không có thịt đâu ăn, mình không có thịt đâu, mình ăn cao là nhiều ăn cơm thôi mà. Bây giờ năng nó thể là nó cao lắm, là nên em bé bây giờ còn nó cao lắm. Chiều cao thích thay đổi và thường ổn định ha, khó đo hơn so với cân nặng đang là bước lên cây tầm, nó nhìn như con số cái biết nhiều tí. Chiều cao thì cũng phải đo đứng vô đứng tư thế đúng, rồi mông lưng rồi cái áp tường đầu áp tường rồi ha, hơi khó đo hơn, hơi khó đo hơn so với chiều cao cân nặng một tí, nhưng mà vẫn làm được, là vẫn làm được. À, về cái chỉ số chiều cao á, thì một số cái chỉ số mà có thể em sẽ phải nhớ nè, là mới sanh dài 50 cm ít nhất 50 cm là được,
còn thấp hơn coi chừng sau này được. Năm đầu tiên thì tăng 20 cái 25 cm, tức là tới 12 tháng đó, không từ là 70 đến 75 cm, nhưng hiện nay là khoảng 75 cm mới tốt nha, hiện nay là phải 75 cm mới tốt. Năm thứ hai là 2 tuổi á, 2 tuổi tăng thêm 12 nữa, 75 cộng 12 cộng 87 cm. Năm thứ ba tăng 9 cm nha, năm thứ tư tăng 7 cm, là tới 4 tuổi á, nó khoảng 1 mét là được nha. Và sau 4 tuổi á, thì trung bình mỗi năm tăng 5 cm à, cho tới giai đoạn dậy thì. Thì giai đoạn dậy thì nó sẽ có một cái sự tăng trưởng khác à, nó phụ thuộc vào chế độ dinh dưỡng nè, nó phụ thuộc vào chế độ luyện tập thể thao, nó phụ thuộc vào gen một phần nữa, nhưng mà gen nó không phải phụ thuộc quyết định đâu, mà chính là chế độ dinh dưỡng nó mang về cho cái chuyện nhiều phần. À, mình có thể dựa vào những con số này mình tính nhẩm nè, ví dụ như thì 5 tuổi thường cao nhiêu, cao khoảng 1 mét cộng 5 105 cm, 6 tuổi cao khoảng 110 cm là được, như vậy mình có thể tính nhẩm là vậy. Thì cái việc theo dõi và cân nặng chiều cao á, muốn đảm bảo được một cách đúng đắn á, mà đạt được cái mục đích mình mong muốn á, thì mình phải theo dõi thường xuyên liên tục, và bà mẹ cùng với cán bộ y tế theo dõi luôn, chứ không phải là chỉ có cán bộ y tế theo dõi và mẹ bản thân không cần theo dõi đâu, là phải phối hợp là bà mẹ và cán bộ y tế cùng theo dõi nha, và phải thực hiện một cách thường xuyên liên tục nữa, chứ không phải là lâu lâu được cân một lần được ha. Và sẽ mình sẽ qua cái biểu đồ tăng trưởng, và tôi giới thiệu cho các em biểu đồ tăng trưởng thông chuẩn quốc gia luôn. Thì mình sẽ không có được biểu đồ này khi thực hành đâu ha. Biểu đồ này nếu mà in màu ra đó thì sẽ rất là đẹp, rất là dễ thực hành, nhưng mà nó sẽ tốn kém rất là nhiều chi phí. Thì mà nếu mà in hỏng màu, in trắng đen đó, thì biểu đồ này nhìn nó mới ra cái đen hơn nhiều luôn nha. Ra khi mà thực hành em có một cái biểu đồ đơn giản hơn nhiều. Trong biểu đồ chuẩn quốc gia này em thấy nè, à, con ra nha, màu hồng dành cho con gái nè, màu xanh dành cho con trai, rồi những cái khoảng như thế này đều thẳng số tháng con bé luôn, chỉ cách đọc luôn, đọc biểu đồ sau chỉ luôn, chỉ luôn trên đây bà mẹ cũng đọc được nữa ha. Rồi đây màu xanh là biểu đồ cân nặng nha, màu xanh trai nè, trai là màu xanh nè, gái màu hồng. Rồi thì trên biểu đồ này nè, nó sẽ có những cái đường cơ bản, người ta gọi mấy cái đường mà chạy xếp 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 từ dưới gốc lên nè, đây là đường cơ bản nha. Mình có đường cộng 3, cộng 2, đường 0, đường trừ 2 và đường trừ 3. Thì những cái đường cơ bản này nó sẽ chia biểu đồ ra làm 6 kênh. Cái kênh trên cộng 3, rồi từ cộng 3 tới cộng 2 nha, 6 kênh. Là như đó, nhưng mà cho nó mình nhớ một số cái quan trọng thôi. Từ trừ 2 tới cộng 2, cái khoảng từ trừ 2 tới cộng 2 là bình thường, nó có màu xanh da trời, nó là bình thường. Cái khoảng từ trừ 2 tới trừ 3, thì nếu là cân nặng á, mình gọi là suy dinh dưỡng mức độ trung bình. Nếu như mà chiều cao, mình gọi là thấp còi độ 1. Nếu mà biểu đồ cân nặng theo chiều cao á, thì mình lại gọi là dày còm độ 1 nha. Và dưới trừ 3 thì nếu là biểu đồ cân nặng thì gọi là suy dinh dưỡng mức độ nặng. Nếu là biểu đồ chiều cao thì lại gọi là thấp còi độ 2. Còn chiều cân nặng theo chiều cao thì gọi là dày còm độ 2. Mấy cái này phải học thuộc, học thuộc. Mấy cái khoảng khoảng này phải học thuộc nha. Tại vì cái biểu đồ của mình mà khi thực tập không có màu, thành ra em không có thể dựa vào màu được, nó trắng đen không ạ. Thì mình phải tự học thuộc đây. Đây là những cái đường nha, những cái đường cơ bản nè. Và đây là những cái màu ở trên biểu đồ. Thì bà mẹ có thể bà sẽ dựa vào màu thôi. Mà bà thấy màu xanh là bình thường, mỗi mình thấy màu cam là xuyên dữ, màu đỏ là nặng nè, nó sẽ hiểu như vậy nha. Thì mình sẽ viết kẻ biểu đồ như thế nào đây. Hai bên biểu đồ nó sẽ có hai những con số cân nặng hoặc chiều cao nặng đây. Mình chỉ so lại thôi. Đây là cách mà mình làm biểu đồ. Mình sẽ em bé bao nhiêu tháng, dưới đây là số tháng của em bé này, bé bao nhiêu tháng thì mình chiếm lên. Em bé bao nhiêu ký mình chiếm qua, mình chấm ở đây. Ví dụ có một cái em bé đó là 13 tháng. Ở 13 tháng nó lên, nó cân được 10 ký 3. Thế nên em bé nó 13 tháng. Thì mình biết nó 13 tháng nè, chiếm lên đây 10 ký 3 chấm này đầy chấm. Lúc nó 10-20 tháng nó có lại nó cân nữa. Mà bé này là tại vì nó bệnh đó, nó đi khám bệnh đó, cho nên sẵn nó lại khám bệnh thì mình mới cân nó luôn, chứ không phải nó tới để nó cân, nên nó tới là để khám bệnh. 20 tháng nó khoảng 10 ký 8, 11 ký 8, tâm chiếu qua đây, được chứ?
tới khoảng 26 tháng nó cũng 19-80 trang vậy, nó cũng không có lên tiếp rồi cũng chấm chấm đây. Rồi tới khoảng 30 tháng nó còn có 11 tiếng chấm ở đây. Vậy là khi mà mình vẽ biểu đồ này thì đầu tiên là mình vẽ giống như vẽ biểu đồ thông thường thôi, theo mình chiếu ngang với chiếu lên thôi nha, bao nhiêu ký chiếu ngang, bao nhiêu tháng chiếu lên là xong, mình được những cái chấm này. Thì bây giờ mình sẽ xem những cái chấm này nè, nó nằm ở cái ô nào, nó nằm ở cái vùng nào. Ví dụ em thấy bốn cái chấm này nó đều nằm trong vùng màu xanh hết, có nghĩa là nó nằm trong vùng từ -2 tới +2 đó. Thành ra là bốn cái chấm này nè nó đều thuộc cái mức là gì, là cân nặng của em bé nằm trong giới hạn bình thường, nên là mình cân nặng bình thường. Rồi bây giờ giả sử nha, giả sử là không có theo dõi, không có vẽ biểu đồ gì hết, không có theo dõi gì hết luôn, chứ là bà cứ đi khám là đã cân không, mình cũng không có lưu lại theo dõi gì hết, thì lần nào nó cũng hỏi là à bác sĩ ơi cân nặng của nó gì được không, ổn không bác sĩ, thì bác sĩ sẽ trả lời là ổn, là cân nặng của con chị á nó nằm trong giới hạn bình thường, nằm trong vùng màu xanh hoặc là nằm trong khoảng từ -2 đến +2 là bình thường. Còn là thì 4 lần bác sĩ trả lời cho bạn như vậy cảm mừng lắm, nó nói là như là cân nặng của con đã cũng được đầy đặn rồi để luôn là không có một cái đường nói như thế này cũng nhìn thấy gì nữa, thì bà sẽ bỏ sót cái giai đoạn này nè, bà sẽ không có nhận ra được cái giai đoạn này, những giai đoạn mà từ đứng cân cho tới sụt cân nè sẽ bị bỏ sót ha. Nhưng mà nếu như khó theo dõi trên biểu đồ thì có thể sẽ phát hiện được, tức là phát hiện được nè, mình phát hiện được sức khỏe của trẻ đang có vấn đề, sự tăng trưởng của trẻ đang có vấn đề và mình phải tìm kiếm. Ví dụ như là à, mình coi lại chế độ ăn của bé, rõ ràng trong giai đoạn này cân nặng của trẻ vẫn trong giới hạn bình thường, có nghĩa là trẻ không suy dinh dưỡng và trẻ cũng không có biểu hiện suy dinh dưỡng đâu à, trẻ không có biểu hiện suy dinh dưỡng và thực sự trẻ cũng không suy dinh dưỡng luôn, nhưng mà mình phát hiện sớm là bởi vì nó chậm tăng trưởng ở cái chỗ nó đứng cân và nó sụt cân đây, và mình phát hiện sớm nên là mình hay mình xem cái vấn đề nó nằm ở đâu. Có thể là ở vậy thì khi mà mình vẽ được cái biểu đồ thì mình sẽ làm hai bước nha. Bước một là mình sẽ chấm vào, bước hai là mình sẽ nối các cái điểm này vào nha. À, vậy thì qua phần thứ hai là phần đánh giá, mà nó là mới vẽ thôi, bây giờ đánh giá. Khi đánh giá biểu đồ thì em sẽ trả lời hai câu hỏi, một là tình trạng dinh dưỡng hiện nay của trẻ như thế nào, và hai là xu hướng tăng trưởng của trẻ như thế nào. Nên trả lời câu hỏi thứ nhất là tình trạng tăng trưởng như thế nào, nhìn vào cái chấm ở ô nào thì trả lời ô đó. Ví dụ cái chấm trong vùng màu xanh thì gọi là a, cân nặng cho bé bình thường như chị. Cái chấm mà trong vùng màu cam thì nó à, em bé nó đang suy dinh dưỡng mức độ trung bình, đúng không? Nhìn vào cái chấm mình nói. Còn mình muốn biết cái xu thế tăng trưởng như thế nào thì mình phải nhìn vào cái đường ha, cái đường. Và nếu như mà cái đường nó đi lên nó tốt, nó đang tăng trưởng tốt nè, cái đường nằm ngang là đe dọa rồi ha, lâu quá nó tăng cân đứng cân rồi, còn cái đường đi xuống là nguy hiểm là nó bị sụt cân đó, mình nhìn vào cái đường để mình nói ha. Thì dễ không? Dễ không có khó. À, quay lại cái em bé hồi nãy đi, ví dụ như bây giờ em bé này lâu lắm mới cân một lần, là hồi cái lúc nó 10 ký 3 nó cân một lần, hồi cái lúc nó 11 ký nó cân một lần, còn cái khoảng này nó không có cân, nó không có bệnh, nó không có bệnh gì đó, nó không có biểu hiện, nó đã không có đưa đi bác sĩ thì nó không có cân. Thì khi mà nó có hai cái điểm này em cũng sẽ nói hai cái điểm này lại với nhau, đúng không? Nó chỉ có hai điểm nên sẽ nói hai điểm, em sẽ lại có một cái đường đi lên, em sẽ có một cái đường đi lên. Như vậy thì nếu như vậy thì em sẽ nói là thứ nhất là cân nặng của em bé là trong giới hạn bình thường, thứ hai là đường tăng trưởng có hướng đi lên, vậy thì em bé có xu hướng tăng trưởng tốt, nhưng mà nó không phải như vậy, bản chất nó không phải như vậy. Ủa vậy tại sao mình lại bị sai vậy? Là tại vì cái biểu đồ tăng trưởng mà theo dõi kiểu này nó không đạt được cái tính liên tục và thường xuyên, nó không đạt được tính liên tục và thường xuyên, thì như vậy là biểu đồ không còn ý nghĩa nữa. Thì muốn cái biểu đồ nó có ý nghĩa và nó đúng đắn
để mình có thể dựa vào đó mình đánh giá đúng cái bản chất về sức khỏe của trẻ đó. Thì cái biểu đồ này phải được theo dõi một cách liên tục và thường xuyên, đó là lý do ha. Thế là tại sao mình phải theo dõi như vậy? Và theo cái khuyến cáo của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, ví dụ như là mỗi tháng tăng cân một lần trong năm đầu tiên, rồi năm thứ hai, năm thứ ba thì cân mỗi 2 tháng ha. Thì mình sẽ khi mới có thể phát hiện được những cái chậm tăng trưởng hay là phát triển sớm suy dưỡng, còn lâu lâu mới cân một lần hoặc là không cân luôn, không theo dõi luôn. Thì khi mà trẻ rơi vào suy dưỡng thì phải là thật sự suy dưỡng rồi mới biết, còn không thể phát hiện sớm được. Và sau khi mình có biểu đồ đánh giá xong mất nha, thì sau đó nếu không thường á, mình sẽ phải tư vấn. Cái tư vấn thì nó không nằm trong một cái bài này đâu, cái này thì dừng lại ở chỗ là em vẽ được biểu đồ và em nhận xét được biểu đồ thôi. Nhưng mà và việc đó mới việc làm đầu tiên thôi, cái quan trọng là dựa vào cái việc nhận xét đó và mình tìm ra vấn đề của em bé đó ha, sẽ động viên và những cái việc mà mẹ làm tốt nha, những cái việc mà mẹ làm chưa tốt thì mình sẽ chia sẻ những khó khăn và mình sẽ giúp bà cải thiện được những khó khăn đó ha. Cô có một số cái case study, em có thể chụp lại màn hình đi, chụp lại màn hình và mình về mình tập vẽ thôi, vẽ thôi cho nó nhớ bài ha. Đây là một cái bé trai và có những cái mốc phát triển như thế này, sẽ vẽ vào biểu đồ mình nhận xét, xét hiện 2 câu hơn, một là hiện tại như thế nào, là xu hướng như thế nào rồi vậy. Đây là cái case study thứ nhất ha. Đây là bé trai nha, bé trai thì mình phải lựa chọn cái biểu đồ màu xanh. Và nếu như mà đây là cân nặng thì phải nhìn cho đúng cái cân nặng nha, ha. Và lựa chọn đúng bé trai. Có bạn đi thi ấy, người ta cho bé trai làm lộn bé gái, cái đề của bé trai bé gái, bé trai bé gái đó bị lộn, đang làm con trai qua đề sau con gái chứ quên, quên không có đổi biểu đồ chấm luôn trên biểu đồ đó thì sẽ đánh giá sai nha, trai gái khác nhau. Có thể chụp hình lại nha, mình tự làm. Cái ca đầu hồi nãy đó thì em bé có bình thường, cái ca này em bé bệnh lý nha. Và mình phát hiện được sớm bệnh lý của trẻ thông qua cái chuyện là sao mà mình thấy em bé này sao mà nó nhỏ quá, không có tăng tiến gì trơn á, thấy nó kỳ quá nên sao mà càng nuôi càng nuôi càng teo, càng càng nuôi càng nhỏ, càng nuôi thì càng suy dinh dưỡng, càng nuôi thì càng suy dinh dưỡng cho em bé còn nữa. Thì mình mới biết được, mình tìm hiểu em bé bị bệnh nội tiết. Nhưng mà cái vấn đề này nó không phải là nó biểu hiện ra ngoài cho mình thấy là ho, sổ mũi, nóng, sốt, phát ban, nhói gì, không phải phải biểu hiện vậy, như mình đâu thấy, không thấy gì hết. Mình chỉ thấy em bé cũng bú ngủ như bình thường như con người ta vậy, thôi em bé bị nhỏ xíu, càng nuôi càng càng nhỏ xíu, ví dụ vậy nha. Thì mình biết là em bé này mà thông qua cái chuyện mà theo dõi cân nặng là thấy em bé này sau càng nuôi càng suy dưỡng thì mình ra ra thì mình biết được là em bé này có vấn đề về bệnh lý. Cái này mình chụp màn hình về đây rồi mình tự thực hành đi nha. Rồi bài hết rồi, các em có câu hỏi gì không? Và nếu mà không có câu hỏi gì mình lại một chút thôi các bạn ạ.